Hôm nay mình có chuyến đi Ngũ Chỉ Sơn. Ngũ Chỉ Sơn là đỉnh núi cao thứ hai ở Sapa, cao 2.858 m. Đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn chính là cái đỉnh núi nhìn phía xa xa kia các bạn. Từ phía chân núi mà đi lên đến đỉnh thì chắc khoảng cách của nó khoảng tầm 4 đến 5 km các bạn ạ. Đi qua một cái cầu sắt này thì có một đoạn đường là đường bê tông của người dân người ta đổ. Thì cái đường bê tông này nó hẹp thôi, nó chỉ khoảng tầm 4 đến 50 cm thôi. Xe máy thì cũng có thể đi được lên đến cái chỗ mà có cái đường đất đỏ mà mình nhìn thấy ở phía xa kia. Đi được một đoạn thì mình thấy có nhiều cái cây quả mâm xôi ấy, phúc bồn tử. Phúc bồn tử rừng ở Sapa này thì có hai loại. Một loại là cái loại như mình vừa mới nhìn, và một loại là loại giống như ở vùng nóng vẫn hay có màu đỏ. Đi dọc lên trên đỉnh núi ấy, thì ở trên này có những cái chỗ nó là đỉnh của các ngọn núi, thì là nó sẽ có một cái khoảng bằng để mình đi. Ở trên này thì cũng không có nhiều cây cổ thụ, mình chỉ thấy có một số cái cây mà nó đã bị chết khô từ lâu rồi, cây to thôi. Còn lại thì toàn là cây bé và những cái cây trúc, cây nứa. Đấy, các bạn nhìn những cái cây to nó bị đổ mục rồi, từ lâu rồi. Đấy, đây là những cái đoạn mà bằng ở trên đỉnh núi. Cứ đi một đoạn nó sẽ có một đoạn bằng như vậy. Trên này thì chủ yếu là có nhiều cây trúc thôi các bạn. Đây là một thân cây to đã bị mục từ lâu rồi. Ở đây thì đặc điểm là nó không có mối, ở vùng lạnh này nó không có mối cho nên là cái cây nó chỉ tự phân hủy thôi. Lúc này thì mình đã đi đến khá gần đỉnh núi rồi. Đây thì mình nhìn thấy có một cái cây phong các bạn ạ, cây phong lá đỏ này. Cây phong lá đỏ khi mà vào mùa thu ấy thì lá của nó rất là đỏ, nó đỏ rực cả một vùng luôn. Cây chè rừng. Búp nó cũng giống cây chè mình thôi nhỉ? Nhưng mà cái cây này nó to đúng không? Đúng rồi. Giống cây chè trung trung của mình. Chiều anh về anh chỉ cho em cái gốc chè vậy. À khi nào về? Có phải ở dưới đường đi cũng có một gốc phải không? Tiếp dưới. Trên đoạn đường đi lên ấy thì có rất nhiều chỗ là vực nên là phải làm thang như thế này để leo lên này các bạn. Cây cổ thụ ngày xưa ôm hòn đá này. Dọc đường ở đây thì có rất nhiều cây phong nhé. Cây phong lá đỏ này. Đây mình đi thấy có rất là nhiều luôn. Đây có một cây. Khi nãy mình cũng quay một cây ở dưới kia. Chỗ này cũng có một cây nữa này các bạn. Cây phong lá đỏ ấy, đến mùa mà nó rụng lá ấy. Với lại nó lên ngọn non thì nó rất là đỏ. Nó sẽ đỏ rực cả một vùng luôn ấy. Mình đi lên khoảng một tiếng thì đến một cái điểm để dừng nghỉ ở đây các bạn ạ. Thì ở đây có một cái mạch nước. Mạch nước rất là sạch ở trong khe đá ra. Mình có thể lấy nước ở đây để dùng cho cái quãng đường tiếp theo nhé. Và có thể đến đây nghỉ ngơi ở trên một cái lán. Lên đây nghỉ ngơi để có thể dưỡng sức để đi tiếp một cái quãng đường tiếp theo. Có một cái cây phong rất là to nhé. Cây này chắc là ở dưới toàn nhiều cây nhỏ lắm đây. Đây là khung cảnh ở chỗ trạm nghỉ nhìn xuống. Nhìn xuống thì chúng ta sẽ nhìn thấy trung tâm của tả làng Phình ở dưới kia kìa. Chỗ kia là thôn Móng Xóa. Hôm nay thì trời nó nắng, nó hơi chói, nhìn nó mờ lắm. Dọc đường đi thì lại có một cái cây phong nữa. Cây phong này thì ngả ra ở ngay chỗ đường đi thôi. Cây này cũng khá to đấy. Nhưng mà vào mùa lá đỏ chắc là đẹp lắm.
Chỗ này thì mình nghe thấy anh dẫn đường, anh nói là gần đến chỗ cổng trời. Ở đây thì đường rất là dốc luôn, dốc thẳng lên, đi thẳng lên luôn. Ở chỗ này thì toàn là đá thôi. Và đây là bên cạnh là một cái vách đá dựng đứng luôn. Đây, nó là một cái khe núi. Bên kia cũng là một cái núi này. Đây, đường lên là một cái khe nhá. Vách đá dựng đứng cao khoảng 4-50 mét gì đấy. Rất là cao luôn. Chắc không phải là 4-50 mét đâu mà gần 100 mét đấy. Như lời anh dẫn đường nói thì đến đây gọi là khu cổng trời. À đúng rồi, à, có một số người đang đi ở trên núi xuống này. Đi về rồi anh? Ôi. Đây, khi nãy là mình vừa mới đi ở cái con đường dưới này lên này. Lên đến đây thì là cái khu đỉnh dốc của cái đường lên. Ở đây thì nghe thấy người anh hướng dẫn anh bảo là đây là cái khu cổng trời. Một phía là bên Ngũ Chỉ Sơn. Và sang bên này, phía bên này là thuộc Ô Quý Hồ của Sapa. Đây, cái đỉnh này này là Chỉ Sơn luôn. Đi qua bên này một chút đấy, đi qua bên này một chút thì có một cái đường đi sang. Qua bên này xuống này một chút thì xuống dưới này có một cái đường đi ngang lên phía bên kia là cái khu vực mà có hai cái lán để nghỉ ngơi ở đó, có thể nghỉ ngơi qua đêm. Đây thì đây là cái Chỉ Sơn một đây nhá. Bây giờ mình sẽ đi xuống dưới này. Đi rẽ sang một đoạn ấy thì mình sẽ lại đi chéo lên. Chỗ này đá cũng gập ghềnh. Từ đấy sang phía bên này chắc tầm độ khoảng 300 mét là mình sẽ đi đến cái lán dừng nghỉ. Vách đá đi lên thì cũng khá hiểm trở đấy. Chỗ này nếu mà đi vào trời ẩm ướt, sương mù thì leo chỗ này cũng phải rất là cẩn thận. Không thì rất là dễ bị trượt chân. Ở đây có cái dây cáp các bạn ạ. Cái dây cáp, mình bám vào dây cáp này để đi lên. Đi một đoạn nữa thì mình lại đến một cái chỗ vách đá cũng rất là đứng. Ở đây thì cũng có những cái bậc để đi lên. Ở đây thì anh em đi trước thì đã làm một cái đoạn dây thừng để bám để đi lên trên phía trên của cái chỗ này. Đây là cái quãng đường mà mình vừa mới đi qua đây. Chỗ này là cái đường mà khi mình đi chéo lên từ chỗ cổng trời đi lên ấy. Phía bên kia chính là cái khe núi này đi xuống. Đây chính là cái khe núi mà ở cổng trời mình vừa mới đi lên. Đấy. Và đây là tiếp tục đi lên nữa. Leo cái dây này để đi qua khu vực này. Đây, như vậy là mình đã đến cái trạm cuối cùng của núi Ngũ Chỉ Sơn. Wow. Đây, anh em ở đây cũng dẫn nước về này, để có nước sử dụng. Bên kia là đỉnh thứ hai của Ngũ Chỉ Sơn. Đây có một cái bếp. Chỗ này chắc là để nướng đồ nướng này. Đi qua đây xem nào. Đây là cái lán đầu tiên. Mình đi qua cái lán này sẽ sang một cái lán nữa ở bên này.
Vâng. Đây là nhân viên nhưng mà vô nó của cái hết rồi. Đây là bếp mà để nướng đồ nướng các thứ đây đúng không anh? Đây mình lên chỗ này là để cái khu vực rất là cao. Dễ chẳng anh ơi, đi thẳng lên đây. Có một anh chị nữa đang đi ở dưới này, anh đi đi sau nghỉ ngơi nên là đi sau. Đi lên một cái cầu thang gỗ nữa thì mình sẽ đến một cái lán cuối cùng. Cái lán này sẽ là cái lán ở vị trí cao nhất. Không phải là vị trí cao nhất của ngọn núi mà là cái lán cuối cùng, vị trí cao nhất. Đây. Hôm nay thì mình sẽ vào đây để ăn uống nghỉ ngơi ở cái lán này. Lên đến đây thì có một cái vị trí đứng để ngắm view rất là đẹp luôn. Đây. Ở đây mà sáng sớm ngắm view ở đây thì chắc là tuyệt vời. Còn những ngày nếu mà có mây mù ấy, thì ở đây sẽ là một cái biển mây rất là đẹp luôn. Lên đến đây thì anh em mình tranh thủ nướng một chút đồ ăn. Mày tuốt cái thịt rồi mà cái mồm mà cũng cựa mà. Ta nhìn cái hàm mà cựa ta biết ngay rồi. Mài hàm. Ồ, này. Vừa đấy. Nào. Đây là sáng sớm mình ngủ dậy thì mình thấy có một con sóc nó đang đứng ở chỗ này và nó kêu này. À. Nó không sợ người đâu nhá. Ừ. Nó quen rồi, nó ở đây nó quen rồi. Nó vẫn kêu này. À đấy đấy, nó quay đầu vào trong, à chạy rồi. Tối hôm qua thì mình đến đây hơi muộn nên là không đi lên đỉnh núi Ngũ Chỉ Sơn. Hôm nay thì buổi sáng anh em mình lại tiếp tục hành trình đi lên đỉnh núi nhá. Đường lên thì cũng rất là khó khăn đấy. Rất là gập ghềnh, nhiều đá này. View nhìn xuống thì rất là đẹp đấy, các bạn nhìn thấy. À, đường lên thì lên khi lên đỉnh núi thì có nhiều chỗ rất là khó đi. Nên có những cái bậc thang bằng gỗ mà những người đi trước ấy, người ta đã tạo trước rồi ấy. Đấy. Ở đây thì là toàn những cây trúc thôi. Nhìn lên thì toàn những cây trúc này. Đường lên thì toàn đây các bạn nhìn rõ toàn là cầu thang bằng gỗ ấy. Gập ghềnh khó đi lắm. Nhìn xuống kìa, vực núi rất là hiểm trở luôn. Hoa mắt luôn ấy. Nếu mà ai mà yếu tim thì chắc là nhìn xuống sẽ rất là khó chịu. Toàn những bậc thang bằng gỗ thôi. Hiểm trở khó đi. Những ai mà yếu tim hoa mắt thì lên đây rất là khó luôn ấy. Vẫn là cái hoàng liên gai này.
mình quay cây hoàng liên gai ấy. Mình sẽ có một video riêng về cây hoàng liên gai này nhé. Đi lên thì đây, nhìn núi này. Đi lên thì đường đi lên là ở một cái khe núi luôn ấy. Đấy. Chỗ này lại có một cái cầu thang gỗ. Và cái cầu thang gỗ này thì khi mà đi lên trên thì nó có một cái lỗ để chui lên luôn. Nếu mà ai mà thân hình mà hơi to lớn một chút là đi qua cái khu vực này hơi bị khó luôn ấy. Đây là quang cảnh mình quay mà ở khi mà mình lên đến lưng chừng và mình nhìn xuống ấy. Cũng rất là hiểm trở. Ở đây có rất nhiều loại cây lạ nha. Trong đó có hoàng liên gai này. Hoa mọc rất là nhiều. Trên cây của mình hay quay một số loại cây thuốc ấy. Hoàng liên gai cũng là một loại cây thuốc quý bảo tồn. Nên là mình quay để các bạn xem ấy. Đây thì lúc này thì mình đã lên đỉnh núi rồi này. Nhìn khung cảnh xung quanh đấy. Ở đây có rất nhiều cái trúc nha. Ngũ Chỉ Sơn 2858m. Khung cảnh rất là hùng vĩ luôn. Nhưng mỗi ngày hôm mình lên đây thì trời nắng to. Rồi, chào các bạn nha. Check in một chút. Một số người bạn thì cùng mình lên đây này. Nên thì anh em chụp ảnh check in một lúc rồi đi về. Cái chỗ này là một cái khu hình như là anh em đi trước đã nướng đồ ăn ở đây. Tiếp đến thì ở khu này cũng có một số anh em cắm trại này. Cái chỗ này một cái bãi cắm trại này của anh em này. Anh em đã tạo trước rồi. Đó. Nhìn lại khung cảnh hùng vĩ nha. Và đây là trên đường lúc mà mình đi về rồi ấy. Đi về leo thang xuống nó mới khó khăn như thế nào. Nhưng mà cảm giác chinh phục được đỉnh Ngũ Chỉ Sơn cũng là một điều tuyệt vời. Lúc mình đi về ấy, thì chỗ khu cổng trời thì lúc mà mình đi mình nói với các bạn ấy thì giữa hai phía này, một phía là có mây và một phía rất là quang đãng luôn. Phía bên Lai Châu thì rất là quang đãng này. Phía bên Sapa thì mây mù như này. Bên này nó mù này, đi gần nó nhau nhá. Anh em đang trên đường đi về này. Hôm nay mình di chuyển xuống từ chỗ đỉnh đèo ấy, đi xuống thì cái phía bên Ngũ Chỉ Sơn này nó sương mù dày đặc luôn, cảm giác là tối luôn này. Đấy. Sương mù không nhìn thấy, tầm nhìn chắc khoảng tầm được khoảng 10 mét thôi. Mẹ con ở giúp.